Thưa quý vị, mới đây thì nghệ sĩ Việt Anh nhận về những nhận xét trái chiều khi mà đăng tải bài viết bày tỏ quan điểm về việc thông báo tin buồn bằng bức hình hoa sen trắng. Khi mà anh cho biết bản thân bị dị ứng với lại hình ảnh hoa sen trắng mà nhiều người đăng tải nhằm cái mục đích thông báo cho người thân thiết đã qua đời đó, thì nam nghệ sĩ cho rằng là hãy làm một điều gì đó mới hơn đi, sáng tạo hơn và thật đầy cảm xúc hơn, thay vì là cứ sao chép ghi lập thành như vậy. Những chia sẻ của nghệ sĩ Việt Anh nhanh chóng nhận về những cái ý kiến trái chiều và bão phẫn nộ rất lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đối mặt với chuyện buồn sẽ không ai đủ thời gian để làm những điều sáng tạo như là nghệ sĩ Việt Anh nhận định. Trước sự bức xúc của dư luận, bài viết của nam diễn viên này đã hoàn toàn biến mất và cư dân mạng cho rằng Việt Anh tiến hành xóa và đã ẩn đi sau khi bị chỉ trích. Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ vẫn đang tràn vào các bài viết gần đây nhất của nghệ sĩ Việt Anh để bày tỏ quan điểm.